nhà gỗ lim 10x8m. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Trọng Nhà Thờ, là đơn vị chuyên thi công nhà thờ họ tư đường bằng gỗ, bằng bê tông. Hôm nay đơn vị Trọng Nhà Thờ xin phép gửi đến quý vị và các bạn một mẫu nhà ba gian thờ gia tiên xây dựng tại Văn Lâm, Hưng Yên. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi.
mẹ như nước trong